Chào mừng con học sinh lớp 5 quay trở lại kênh Blue English. Nghe thầy tiếp tục hướng dẫn chữa bài tập ở nhà nhé. Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn con chữa bài tập của bài 17 Unit 17. What would you like to eat? What would you like? What would you like to eat? Bạn muốn ăn gì. Đúng không? Eat. Eat. Nghĩa là ăn. Út chiều lại. Bạn muốn ăn gì. Con rửa sách cho thầy trang 70 và 71. 70 and 71. 1. Read and reply. Chúng ta sẽ đọc và đáp. A. What do you usually drink for breakfast? Bạn thường uống gì mỗi ngày? Mình uống sữa nói nào nhỉ? I drink milk. I drink milk. I usually drink milk. B. How much rice do you eat every day? Bạn ăn bao nhiêu cơm? Hả? Rice. Rice. Bạn ăn bao nhiêu cơm mỗi ngày? Mình ăn 3 bát, mình ăn là hai bữa, hai bữa là thành là 4 bát hoặc là 6 bát. Gian 4 bát nói nào nhỉ? I eat four bowls. Mình ăn 4 bát, I eat four bowls. Four bowls. Tiếp đến, how many bananas do you eat every day? Mà nó bao nhiêu quả chuối? How many bananas? Quả chuối. Mình nhấn ba quả nói nào I eat three. Three bananas. I eat three bananas a day. Every day. Như vậy ta sẽ dùng các câu vừa rồi để hỏi đáp cùng với người bạn của mình nhé. What Do you usually drink for breakfast? Bạn ăn gì vào bữa sáng? How much rice do you eat every day? Bạn ăn bao nhiêu cơm mỗi ngày? I eat 4 bowls of rice. Ok. How many bananas do you eat every day? I eat 3. Mình ăn 3 quả. Con chuyển sang bài tập tiếp theo. Reading. Reading. Kỹ năng đọc. One. Read and match the heading with the paragraph. Chúng ta sẽ heading. Heading nghĩa là đầu đầu đề. Đầu đề ở đây chúng ta có hai đầu đề. A. A traditional Vietnamese dish. B. A traditional English dish. Dish. Nghĩa là món món ăn món ăn gì có nhỉ truyền thống traditional traditional Vietnamese dish món ăn truyền thống của Việt Nam traditional traditional truyền thống của Việt Nam món ăn truyền thống của người Anh traditional English dish bây giờ con sẽ cùng đọc bài này nhé one Hi, my name's Peter. Mình tên là Peter đấy. I'm from England. Mình đến từ nước Anh. My favorite food. Đồ ăn yêu thích của mình. Favorite food is fish and chips. Đồ ăn yêu thích của mình là cá, fish và chips. Chips nghĩa là gì con nhỉ? Khoai, tây, chiên. Chips, nghĩa là khoai tây chiên. Chips. People make it with fish and potatoes. Mọi người làm 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 nó làm món ăn này đấy bằng cá with fish và khoai tây potatoes, potatoes. There are special shops. Có nhiều cái cửa hàng shops, cửa hàng cửa hàng đặc biệt nữa, special shops ở nước Anh. In England, the sell fish and chips. Mà nơi đó người ta bán gì nhỉ? Bán cá và cùng với khoai tây chiên. Fish and chips. We usually have a sea fish and chips when we go to the beach. Mình thường ăn cá và ăn khoai tây chiên khi bọn mình đến đến biển, bãi biển, beach, beach, bãi biển. Như vậy đây chính là món ăn của người Anh. Chúng ta có a traditional English fish. Traditional English fish. A traditional English dish. Dish là món ăn, món ăn truyền thống của người Anh. A traditional English fish. Tiếp đến chúng ta có từ Hello, I'm Hoa. Xin chào, mình là Hoa. I come from North Vietnam. North, miền Bắc. À, miền Bắc. Mình đến từ miền Bắc Việt Nam. I love phở. Phở. Chúng ta đọc nào. Phở là món phở đấy. Phở is made with rice noodle and beef or chicken broth. Phở được làm từ beef thịt bò hoặc là chicken broth, broth, broth là nước, hả? nước nước dùng. Nước này người ta hầm xương lên, đó. broth nước dùng. Bro is a special kind of soup là một loại gì loại súp đặc biệt à, súp đặc biệt cùng với hương vị hương vị rất là ngon a good taste good taste with a good taste hương vị vị của nó rất là ngon ngọt we can enjoy eating phở at any time during the day it's delicious nó rất là thơm ngon delicious delicious như vậy đây là món phở chính là món ăn truyền thống của Việt Nam A traditional Vietnamese dish disc món ăn truyền thống của Việt Nam đó là phở à, ta đọc lại nhé hello Ám Hoa I come from North of Vietnam I love phở. Mình rất là thích phở. Phở is made. Phở được làm từ. Rice noodle. Rice noodle là miến. And beef. Or chicken broth. Broth là nước dùng. Broth is a special kind of soup with a good taste. We can enjoy eating phở at any time during the day. It's delicious. Con chuyển sang bài 2. True or false. Chúng ta sẽ đọc lại bài đó và tích vào true là đúng hoặc là false nghĩa là sai. 1. Peter's favorite food is fish and chips. Món ăn yêu thích của Peter là cá và gì nhỉ? Và khoai tây chiên chips. Khoai tây chiên chips cái này là đúng chúng ta sẽ tích vào true fish and chips is made with fish and tomato cá và khoai tây chiên được làm từ cá và tomato tomato là cà chua đúng hay sai no mà là potato làm bằng potato nhé. Còn đây là sai. Như vậy chúng ta sẽ false. Broth is kind of soup. Nước dùng là một loại. Gì? Loại nước sốt. Wow. Như vậy là đúng. True. Special kind of soup. Hoa has phở. for preferred everyday. Hoa ăn phở mỗi ngày. Hoa ăn phở mỗi ngày. Chúng ta có thông tin không? hoa rất là thích phở. Cái này không có thông tin. Hoa has phở for breakfast every day. Cái này không có thông tin nhé. Không có thông tin là hoa ăn phở mỗi ngày. Phải. Fish and cheese and phở. Cá và khoai tây chiên cũng như phở là những món ăn truyền thống. A à, traditional dishes. Là món ăn truyền thống. Dishes in England and the North of Vietnam là những món ăn truyền thống của người Anh và của miền Bắc Việt Nam. Câu này cũng đúng, đúng không? Nó là những món ăn truyền thống. Con chuyển sang bài tiếp theo. Writing. Kỹ năng gì nhỉ? Viết. One put the words in order to make sentences. Chúng ta sẽ sắp xếp các từ để thành câu nhé. Đây là câu hỏi chúng ta dùng từ what đứng đầu. What would you like to eat? Bạn muốn ăn gì? What would you like to eat? To a là er, i ăn sandwich apple please and like chúng ta sẽ trả lời câu trả lời bằng i like a sandwich and an apple và một quả táo an apple Please. Mình mình muốn ăn một cái bánh sandwich và một quả táo. 3. Đây là câu hỏi chúng ta có từ how many. How many sausages? Bao nhiêu xúc xích nhỉ? Sausages. How many sausages do you eat? Do you eat every day? Bạn ăn gì? Ăn bao nhiêu cái xúc xích mỗi ngày? For chúng ta đây là câu hỏi chúng ta giờ có từ gì? How much? How much water? Bao nhiêu nước? How much water do you drink? Drink là uống. How much water do you drink? Bạn uống bao nhiêu nước? drink. I drink a, a five, five, five bottle, five là năm bottle. I try, I drink five bottle of water a day. Mình uống 5 chai nước mỗi ngày. Bây giờ con sẽ chuyển sang bài tập 2. Look at the shopping list. Shopping list. Danh sách các thứ cần mua nhé. Mua sắm. Shopping list. Write the question. Chúng ta hãy viết câu trả câu hỏi. Hãy viết câu hỏi. How many pizza do they need? Họ cần 3 cái. Nhé. pizza. Tiếp đến. How many buckets of biscuit? How many buckets? Bucket là gói, bao nhiêu gói? Gói gì nhỉ? Of biscuit. Of biscuit. Do they need? Do they need? Chúng ta sẽ viết thiếu như này. Do they need? Do they need 20 bikes? 20 gói. Tiếp đến chúng ta có 10 bars of chocolate. 10 thỏi sô cô la. 10 bars of chocolate. Ta sẽ hỏi là how many bars of chocolate do they need? Do they need? 10 bars 10 10 10 thỏi nhé. 15 apples ta sẽ hỏi là how many apple how many apple do they need tiếp đến six bottles of orange juice how many bottles of orange juice How many bottle of oranges do they need? Do they need? Tiếp in bread rolls. How many bread rolls? Bread roll. How many bread rolls do they need? Tiếp đến, how many kilo kilo? How many kilos of cheese do they need? They need one kilo. One kilo. 1 kilogram. Huh? One kilo. Bài tập 2 cũng đã kết thúc video của chúng ta đây rồi đấy. Thầy chúc các con học thật giỏi nhé. Bây giờ, goodbye for now.